Chào mừng quý vị đến với bản tin Biển Đông trên kênh FPNC. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc. Sau khi tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông, chính quyền Bắc Kinh liền thông báo sẽ tập trận quân sự trong suốt một tuần từ ngày 19 tháng 6, cấm tàu thuyền đi vào khu vực tập trận nằm ở phía tây bán đảo Lôi Châu, Biển Đông. Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, khu vực diễn tập dường như nằm ở vùng biển thuộc Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay đất nước tỷ dân tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông, bao gồm các cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Mỹ càng thêm trắc trở, cũng như giữa lúc Mỹ có nhiều hoạt động quân sự trong khu vực. Trước đó có thông tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đông từ hôm 14 tháng 6. Hải quân Mỹ cho biết các hoạt động của tàu sân bay này là một phần trong sự hiện diện thường lệ của Hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một thông tin đáng chú ý khác trong tuần qua liên quan đến việc Bắc Kinh khoe rằng đã xua đuổi máy bay quân sự nước ngoài. Cụ thể, Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo có quan điểm diều hâu của chính phủ Trung Quốc, vừa qua đưa tin về lần chạm trán nguy hiểm trên Biển Đông giữa phi đội thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc BOA với máy bay của nước ngoài, rất có thể là máy bay do thám của Mỹ. Vụ chạm trán xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, nhưng vừa được công bố chi tiết vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, khi Trung Quốc đưa ra báo cáo dữ liệu thống kê về những vụ máy bay quân sự nước ngoài xâm phạm khu vực Biển Đông mà Bắc Kinh tự tuyên bố phi pháp phần lớn chủ quyền. Quay lại vụ chạm trán trên bầu trời Biển Đông vào tháng 5 năm 2020, phi đội Trung Quốc Lugan, chỉ huy phi đội chiến khu Nam Bộ của BOA, kể rằng đã triển khai các tiêm kích Su-30 đối đầu với máy bay nước ngoài. Máy bay của hai bên vần nhau trên nhiều hòn đảo và bãi đá ngầm thuộc Biển Đông. Sau đó, không quân BOA đe dọa, quý vị sắp tiến vào không phận Trung Quốc, hãy rời đi ngay lập tức. Bất chấp cảnh báo, các máy bay nước ngoài vẫn liên tục chơi trò đuổi bắt với chiến đấu cơ Trung Quốc. Phi công Lu nói, máy bay của BOA đã đáp trả bằng cách chuẩn bị tư thế sẵn sàng, khóa mục tiêu và mô phỏng đòn tấn công nhắm vào tiêm kích của đối phương. Sau đó, phía Trung Quốc báo cáo máy bay đối thủ đã rời khỏi khu vực. Phi công Lưu cho biết, nếu họ tấn công, chúng tôi sẽ tấn công đáp trả. Các phi công luôn sẵn sàng chiến đấu mọi thời điểm, không có gì để chần chừ. Mặc dù phía quân đội Trung Quốc không nói rõ máy bay đối địch thuộc về quốc gia nào, nhưng Hoàn Cầu cho rằng đó là máy bay của Mỹ, đồng thời tố cáo Washington đã tăng cường các hoạt động do thám gần vùng biển và vùng trời mà Bắc Kinh kiểm soát kể từ đầu năm 2020. Không chỉ cho máy bay quân sự giám sát Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ còn dự kiến sẽ điều nhóm tàu tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đến giám sát Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương vào cuối mùa hè này. Lấp đầy khoảng trống mà nhóm tàu tấn công Ronald Reagan để lại khi con tàu này hướng đến Trung Đông, hỗ trợ cho quân đội Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Theo một tuyên bố của Hải quân Hoa Kỳ vào hôm qua ngày 23 tháng 6, nhóm tàu sân bay Carl Vinson đã được nâng cấp hoạt động có thể kéo dài tới 17 tháng, bao gồm máy bay F-35C Lightning II và CMW-22B Osprey mới. Tuần trước, nhóm tàu này đã tiến hành các cuộc tập trận gần Hawaii với các đơn vị chiến đấu khác để chuẩn bị cho đợt triển khai sắp tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các chuyên gia quân sự cho biết, việc triển khai thường xuyên các nhóm tàu tấn công sân bay trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện để đối phó với quân giải phóng nhân dân BOA của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Lợi dụng bối cảnh đại dịch hoành hành từ năm ngoái đến năm nay, không quân Trung Quốc liên tục đẩy mạnh các hoạt động đáng quan ngại ở Biển Đông. Trong đó, Bắc Kinh nhiều lần điều động nhiều loại máy bay quân sự, bao gồm chiến đấu cơ đa nhiệm như J-10 hay J-11, oanh tạc cơ chiến lược tầm xa H-6, máy bay trinh sát KJ-500, máy bay sân ngầm KQ-200. Cụ thể hơn, Trung Quốc đã điều động các oanh tạc cơ H-6 tập trận ở Biển Đông. Đây là dòng máy bay có thể mang theo các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình dùng để tấn công cả mục tiêu trên mặt đất lẫn tàu chiến, thậm chí có thể mang theo tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. Không những thế, từ năm ngoái, máy bay trinh sát KJ-500 và máy bay sân ngầm KQ-200 cũng xuất hiện ở bãi đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Theo tiến sĩ James House, chuyên gia chiến lược hàng hải Đại học Hải chiến Mỹ nhận xét rằng, việc triển khai máy bay trinh sát cảnh báo sớm ở quần đảo Trường Sa là cách Trung Quốc muốn tăng cường kiểm soát mọi động tĩnh ở Biển Đông. Mọi động tĩnh ở đây bao gồm cả trên không lẫn trên mặt biển và trong lòng biển. Xa hơn, theo giới chuyên gia quân sự, Bắc Kinh đang thể hiện ý đồ sẵn sàng thiết lập vùng nhận diện phòng không IDIZ ở Biển Đông. Vào tháng 11 năm 2020, đài CGTN của Trung Quốc còn đăng tải đoạn video có chứa nội dung khoe rằng máy bay tiêm kích của nước này vừa bay liên tục 10 tiếng ở Biển Đông. Như vậy, Trung Quốc đang muốn tăng cường năng lực tấn công tầm xa ở Biển Đông,
Kết hợp với các diễn biến trên, có thể thấy Trung Quốc đang nuôi ý đồ xây dựng năng lực tác chiến tổng lực ở vùng biển này. Ở một diễn biến khác, vừa qua Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu hôm 22 tháng 6 thông báo rằng lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản và quân đội Mỹ sẽ tổ chức một trong những cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc tập trận này có tên là Lá chắn phương Đông, sẽ được tiến hành trên khắp đất nước đến hết ngày 11 tháng 7. Theo đó, có khoảng 3.000 nhân viên Nhật Bản và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay. Cuộc tập trận này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ xác nhận vào tháng 3, nhằm tăng cường khả năng phản ứng nhanh thông qua đào tạo cấp cao. Ông Kishi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác giữa lực lượng phòng vệ và quân đội Mỹ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng nghiêm trọng. Ông bày tỏ hy vọng cuộc tập trận này sẽ thúc đẩy khả năng răn đe và phản ứng của Liên minh Nhật-Mỹ. Tuần trước, Trung Quốc đã điều số lượng cao kỷ lục các chiến đấu cơ xâm phạm vùng IDIZ Đài Loan. Trước động thái đáng quan ngại này, Mỹ vừa qua đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Ilibert USS Curtis Gilbert một lần nữa thực hiện chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 22 tháng 6 theo giờ địa phương, thông qua vùng biển quốc tế. Đây là lần thứ 6 Tổng thống Mỹ Joe Biden điều một tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan kể từ hơn 5 tháng cầm quyền. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng tàu Gilbert luôn tuân thủ luật pháp quốc tế, thể hiện cam kết của Mỹ trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tàu Gilbert đã từng đi qua eo biển Đài Loan từ Bắc vào Nam vào ngày 18 tháng trước và đi vào vùng biển của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hải quân Trung Quốc đã tiến hành theo dõi và giám sát vào thời điểm đó và đưa ra cảnh báo xua đuổi. Việt Nam đề nghị các bên không có các hành động gây phức tạp tình hình, đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Đây là tuyên bố mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sau một số hoạt động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông như điều tàu trinh sát cùng máy bay radar chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và triển khai dự án gắn thẻ tên nhằm ghi nhận các loài thực vật ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo đó, bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Vì thế, mọi hoạt động xâm phạm đến chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế như hiện nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng Việt Nam đề nghị các bên không có các hành động gây phức tạp tình hình trên Biển Đông, có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Biển Đông hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Xin mời quý vị chú ý theo dõi.